sống giữa đời. Sống giữa đời ở đây có nghĩa là sao? Sống ở trong môi trường xã hội hay môi trường chùa hay trong gia đình hay là đi làm, thì đó đều là cái môi trường con người, là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Chúng ta không thể tồn tại chỉ có một mình, đúng không? Trong cái môi trường nhỏ của gia đình mình, rồi tới mình đi làm, mình đi học, mình sẽ giao tiếp, va chạm rất nhiều. Đi tu có va chạm không? Đi khóa tu mùa hè có va chạm không? Mới có ngày thứ hai thôi có chạm nhau chưa? Vui không? Tối ngủ có ghét ai không? Ngủ được không? Có bạn nào ngáy không? Có bạn nào ở dơ bốc mùi không? Chúng ta thấy là mình sẽ ở chung là mình sẽ đụng. Nói chung là đi tu cũng có gặp nhiều đối tượng, đúng không? Cô có giảng một cái bài là 8 cái đối tượng khi đến chùa. Có một cái đối tượng là bà Tám nữa. Có nhiều đối tượng ngộ nghĩnh lắm. Mình cứ nghĩ là bên ngoài người ta mới vậy thôi, chứ vô chùa nó phải bình an chứ không có. Vô chùa nó cũng đụng. Vậy thì mình sống làm sao để mà cái ứng xử của mình ở đâu cũng được người ta mến, đi đâu người ta cũng thương. Rồi sau này mình đi làm, mình va chạm ở ngoài đời, người ta giúp mình thì thôi, không giúp được thì thôi, chứ người ta không có hại mình. Cho nên coi như hôm nay là một cái tư lương cho các em. Ví dụ nào mà mới nghe kinh lần đầu chưa có thấm được mấy, thôi kệ, ráng nghe để dành đó ha. Muốn khi nào cần thì moi ra xài. Tại bây giờ còn quá là trẻ, còn quá là non, đi giống như là như bức trên cành vậy. Đến chùa thì quý thầy cũng thương, về nhà ba mẹ cũng cưng, đi học thì thầy cô đâu dám làm gì mình. Cho nên là mình chưa có thấy là cái ứng xử này nó quá là cần thiết. Nhưng mà khi mình có những cái va vấp đầu tiên trong đời, ví dụ mình thương cái đối tượng đó mà người ta không thương mình, không thương những kẻ thương mình, chỉ thương những kẻ nhìn mình thờ ơ, hoặc là xong rồi mình đi đến cái chỗ đó mình chỉ muốn kiếm tiền chứ đâu muốn kiếm chuyện đâu, nhưng mà người ta cứ kiếm chuyện với mình, những cái lúc đó thì lấy cái gì ra để mà ứng dụng? Thì lấy bài kinh này ha. Bài kinh này là bài kinh Trung Bộ số 69, nó có cái tựa đề là Gulisani. Tên hơi khó nghe đúng không quý vị? Gulisani là tên của một vị tỳ kheo sống độc cư ở trong rừng, cho nên Đức Phật nhân cái bài kinh này lấy luôn tên của vị tỳ kheo này đặt tên cho bài kinh. Cho nên cái tựa khéo sống ở đời là sư cô đặt cho các em dễ hiểu, dễ nhớ tới cái nội dung kinh thôi. Chứ còn cái tựa của bài kinh này đúng là Gulisani. Thì cái nhân duyên mà để có cái bài kinh này, sư cô đọc một chút xíu đoạn đầu để mà các bạn có chút xíu cái tư lương đối với kinh Trung Bộ thôi ha. Như vậy tôi nghe, đọc ngay câu này có quen không? Như vậy tôi nghe, có nghe trong kinh nào chưa? Có nghe không? Trong kinh nào có câu này? Kinh A Di Đà có không? Có, kinh nào cũng có chữ này hết trơn á. Chứ bình thường đọc kinh gì? Như vậy tôi nghe là ai nghe? Ai nghe? Chán quá ngáp luôn rồi hả? Kệ cô đi hả? Chán quá rồi kìa. Mấy cái người cũng đang ngáp rồi. Ai nghe các bạn? Ai nghe? Ai nghe? Giỏi vậy? Ai nghe nghe? Hồi đó mình đâu có kinh đâu. Ai nghe? Ai nghe nghe? Đức Phật giảng sau rồi sau này Ngài A Nan trùng tiên. Cho nên tất cả những cái lời kinh mình học ngày hôm nay là ai? Ai nói lại cho mình nghe? Ngài A Nan nghe ha. Ngài A Nan rất là đẹp trai, siêu hảo tướng luôn. Hảo tướng là chữ đúng, còn nói các em dễ hiểu là đẹp trai. A Nan đẹp trai nhất trong tăng đoàn quý vị. Lời nói thì khéo léo, dễ thương, nhu hòa. Ứng xử của A Nan làm thị giả cho Đức Phật cho tới khi Ngài viên tịch không có một điều tiếng gì. A Nan khéo ứng xử, mà đặc biệt là A Nan có cái trí nhớ siêu phàm. Chứ là Đức Phật nói trí tuệ của A Nan như là một cái biển lớn vậy đó. Lời của Thế Tôn rót vào nó không rớt ra một cái giọt nào. Nên tất cả những kinh điển mà Đức Phật thuyết đó, ngày hôm nay chúng ta có để trùng tuyên, để tập kinh, kết kinh điển lại là do Ngài A Nan nghe rồi nói lại. Cho nên mở đầu bài kinh luôn luôn có chữ là như vậy tôi nghe, A Nan nghe. Ở đây mình có phát nguyện vậy không? Mình có phát nguyện là nghe xong bài kinh này mình sẽ nhớ nè, hoặc là mình học xong bài kinh này mình nhớ nè. Đơn giản hơn mình đi học, học qua bài mình thuộc liền, đỡ cực không? Đó, học hoài cũng thuộc đúng không? Có cái trí nhớ cũng tốt lắm quý vị. Mà muốn có cái khả năng ghi nhớ tốt trong nhà Phật, mình phải nói đó là có niệm và có định. Tức là các em phải đến chùa nhiều vào, mình thực tập chánh niệm, thực tập chánh định. Lúc đó cái khả năng tập trung và ghi nhớ của các em nó sẽ vượt xuất hơn người ta. Thật sự luôn, thật sự. Ở đây có ai thuộc chú Đại Bi chưa? Hay là tụi em ghẹo cô? Quyết định không trả lời cho bảo quê chơi. Chú thuộc kinh nào? Có thuộc kinh nào không? Hôm nay thầy cho mình đọc kinh gì? Kinh gì? Không nghe gì luôn á. Đại diện mình nói to cô nghe được không cưng?
Kinh gì? Kinh gì? À, là kinh thầy dịch ra tiếng Việt hết rồi đúng không? À, biết cũng không nói luôn, biết mà không nói là bất nhân. Nói là không nói là bất nghĩa. Sao không dễ luôn á. Tóm lại, ở đây cô muốn nói là cái giá trị đến tu học trong cái khóa tu này, các em được thực tập chánh niệm và chánh định, cái khả năng tập trung ghi nhớ của mình, điều này nó rất là tốt cho mình. Ngay cả khi mình không có tới chùa, mình đi học hoặc mình làm một cái gì, cái khả năng tập trung mình nó cao độ thì nó đều có lợi lạc rất lớn cho mình ha. Cô đọc tiếp tục chánh văn. Một thời Thế Tôn trú ở thành Vương Xá, vườn Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ thì theo Gulisani là vì sống tại rừng núi, hành động thô tháo, đã đến giữa tăng chúng. Ở đây tôn giả Xá Lợi Phất nhân vị tỳ kheo Gulisani bảo các tỳ kheo: đây có một vị tỳ kheo đến vốn dĩ sống ở rừng núi, tức là độc cư, sống một mình không có trong hội chúng, nhưng mà vì một cái duyên sự cho nên ngài này đã tới tại tăng chúng tại Vương Xá. Chúng ta biết Vương Xá mà vườn Trúc Lâm là cái nơi cái tinh xá của Đức Phật và rất nhiều tăng đoàn, có rất nhiều tăng chúng cùng tu tập. Thì khi vị này vốn dĩ sống một mình độc cư, bây giờ về tới cái chỗ người ta tập trung tu tập, bắt đầu là có những cái hành động thô tháo. Mà ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất là ai? Ở đây có ai nói cho cô nghe Xá Lợi Phất là ai được không? Không thèm nói luôn. Không ấy nói đi tặng quà. Có quà luôn. Không thèm quà luôn. Chán ghê. Ngài Xá Lợi Phất là tướng quân trong chánh pháp, quý vị, là một trong 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật. Mà ngài Xá Lợi Phất được mệnh danh là trí tuệ đệ nhất. Trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất là có thể đếm được từng hạt mưa trong nguyên một cơn mưa, khủng khiếp không? Trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật, tướng quân trong chánh pháp, là một vì sao bắt đầu. Có những bài kinh Đức Phật giảng xong rồi hội chúng không hiểu, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất trùng tuyên lại. Người ta thấy Xá Lợi Phất rất là tuyệt vời. Và ngài có cái hạnh khiêm cung rất là đẹp. Ngài giống như là vị anh cả trong tăng đoàn, một vị trưởng lão lớn trong tăng đoàn. Nhưng mà khi thấy một cái hành động thô tháo của một vị tỳ kheo đến thì ngài Xá Lợi Phất mới quở. Và ở đây ngài quở những cái điều gì? Đó là sao? Chúng ta tưởng tượng nó như vậy, các em chưa có hình dung được. Bây giờ ví dụ các em đang sống ở nhà, mà nhà mình là con một, mình có phòng riêng luôn, ba má mình cưng mình quá chừng luôn. Xong cái mình đi khóa tu mùa hè, cái mình vô mình có được cái phòng riêng nữa không? Mình có được ôm con gấu bông mình ngủ nữa không? À, mình đâu phải tới giờ mình đến: mẹ ơi, bữa nay con muốn ăn gà rán, cái mẹ mang gà rán đi chùa cho mình được không? Không. Ủa, ví dụ mình muốn chụp hình selfie có điện thoại không? Thầy tịch thu mất tiêu rồi. Đó là tại vì các em ngoan sẵn rồi, các em ngoan sẵn rồi, cho nên các em đang ở ngoài với cái điều kiện thuận lợi đó mà bị bắt vô đây trong ở chung tập thể, ngủ thì cũng phải ngủ chung đúng không? Có ai có phòng riêng ở đây không? Không. Đó, đi tắm cũng phải canh me nữa đúng không? Giặt đồ cũng phải me. Thì đó là cô đi khóa tu cũng gian nan lắm vậy. Cho nên là mình rất là hiểu. Ở nhà mình là có ai dành nhà tắm với mình không? Có ai dành phòng ngủ với mình không? Không, rất là tội, bị ức chế lắm hả cưng? Cho nên đó là đó, mình hay gọi cái đơn giản đó thôi, là mình từ ở trong nhà mình vô trong chùa là mình đã thấy khác không? Ở bên ngoài mình có thể thích gà rán hamburger, nhưng mà vô chùa là bếp nói gì cho ăn đó đúng không? Ví dụ ổng a ổng ẹo không ăn bữa chứ tới trưa đói cũng phải ăn ngủ đúng không? À, nên là mình thấy như đó thôi là mình phải ráng điều tiết mình rồi. Hoặc ví dụ như là bên ngoài là mình rất là thích hát nè, mình rất là thích vừa đi vừa livestream nè, mình thích mặc váy mặc đầm mang giày cao gót rồi, vô đây tự nhiên cái mình đâu có được hát đúng không? Đó là những cái hành động, đó là tại vì các em ngoan rồi. Tuy các em mới tới ngày thứ hai thôi, nhưng mà sáng nay sư cô thấy là quý thầy chỉ đạo các em chụp hình nè, rồi ngồi theo chúng là các em rất là ngoan. Chứ thiệt ra là có những người á, họ sống một mình, họ tự do thoải mái quen rồi đó, khi bắt họ vào chùa khép vào cái khuôn khổ đó họ không hài lòng, họ không chịu được đó. Cho nên những cái hành động, những cái tập khí ở bên ngoài nó thô tháo, nó bày tỏ ra thì chi để cho phiền não những người khác. À, tụi em không phải ngồi xếp bằng đâu, bạn nào không biết ở đây thầy có cho không, duỗi chân ra bình thường, miễn đừng ngủ là được. Ngồi nghe pháp thoại sư cô chỉ có hai yêu cầu duy nhất thôi. Thứ nhất là đừng nói chuyện, ta nói chuyện nó bị thao túng tâm lý cô. Thứ hai là đừng ngủ gục, ngủ gục cô thấy hoang mang lắm. Chứ còn là tụi em mỏi chân cứ giữ ra thoải mái, cứ ngồi gõ gõ chân vậy. Ừ, giữ chân là thoải mái, nhưng mà đừng có dựa cột ngủ luôn là được nha. Bình thường sư cô ít hỏi lắm, hoặc là hỏi là hỏi chân vậy thôi. Nhưng mà cô thấy bạn nào ngủ gục là cô mắc hỏi, cô sẽ chỉ đích danh bạn đó lên trả lời. Cứ trả lời được không? Quê ráng chịu nha. Nên ví dụ ông muốn quê đừng ngủ nha,
cô bị cận xa như vậy là cô ít nhìn thấy ai ngủ gục lắm. Nhưng mà ngủ mà lộ liễu quá, cô thấy cô bắt lên hỏi bài nha. Nhất là cái tầng lớp thượng tọa trưởng lão đằng sau giữa cột kìa. Cái đoạn đó là dễ dễ mắc ngủ lắm đó. Rồi thì em ngồi thoải mái ra bình thường. Ở đây thì vị tỳ kheo này vốn dĩ sống tự do tự tại một mình ở trong rừng, cho nên là cái hành vi rất là thô tháo khi về trong tăng đoàn là làm mất cái trang nghiêm của tăng đoàn. Dù các em ở bên ngoài có thể mặc váy, mặc đầm, quần xanh, quần đỏ, quần tím, quần hồng gì không biết, nhưng mà vô đây quý thầy bắt bận cho cái đồ tu đúng không? Như vậy các em chịu bận là các em đã là người rất là lịch sự, rất là ý thức. Có nhiều người không, tính con vậy á, kệ, thầy cho con vô đây tu là con thích bận cái gì con bận. Rồi cái mình bận cái đầm, cái đi váy, cái nó cứ bay bay, cái mình đi lên cái động đá, cái ở dưới cái mấy người ta nhìn ngẩn ngơ. Phải không? Cái đó là sao? Là mình không thích, mình sao không sống, không có hại chúng nữa. Thầy cũng biết gì hết, là bây giờ là tự do, tự tại chứ đúng không? Nhưng mà nó tự do là trong cái gì ạ? Cái tự do nó không phải là cái mà mình muốn làm gì thì làm. Cái freedom nó khác với lại cái careless đúng không? Cái kiểu mà mình tự do, tự tung, tự tác nó khác với cái tự do. Tự do là tự tại trong cái ràng buộc, trong cái thanh quy của chùa mà mình vẫn tự tại, ung dung. Bắt mặc đồ này, mình bận đồ này. Bắt ăn cái này, mình ăn cái này. Bắt không cho nói chuyện, mình không nói chuyện. Cái đó mới là cái tự do. Còn cái tự do của tụi em mà tự tung, tự tác, mà muốn làm cái gì thì làm, thì nó sao ạ? Cái hội chúng nó còn trang nghiêm thanh tịnh không? Đâu có trang nghiêm thanh tịnh được, đúng không? Giống như hôm nay mình thấy mình được bỏ cái điện thoại lại, nó là cả một cái sự giải phóng, nó cả một cái cuộc cách mạng lớn trong mình, đúng không? Ở nhà còn lâu ai mới giật điện thoại của mình được mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ có thể không cầm tiền đi ra ngoài đường, nhưng mà bỏ cái điện thoại nhà bất an liền không? Bất an liền luôn. Dĩ là vô đây mình bỏ được 5 ngày, đúng không? Thì cô nó vĩ đại vô cùng. Đây là cuộc cách mạng rất là lớn. Và cô đã gặp những em đi khóa tu mùa hè, hỏi vì sao em đi? Em giảm cân cô. Hôm bữa hỏi thiệt vậy luôn đó quý vị. Trời, mỗi lần đi tu em đâu có ăn chay được đâu cô. Mà thức sớm nữa, cái mỗi khóa tu về là em sụt 10 kg. Ở bên ngoài không có cách nào em giảm cân được. Má nó nấu đồ ăn ngon hoài rồi. Cho nên nếu em mùa hè nào em cũng đi khóa tu mùa hè chi giảm cân cô. Cưng không? Đó cũng là một mục tiêu trong đời. Nhưng mà muốn được giảm 10 kg như vậy thì sao? Phải chấp nhận thanh quy của nhà chùa, phải bị tịch thu điện thoại. Vô hình chung cái mình được giải phóng khỏi cái đó à, mình mới có cơ hội giống như hôm nay nè. Cả đời mở nhà mà bắt mở kinh Trung Bộ ra đọc, có đọc không? Có, nhưng mà đọc được nửa trang ngủ. Chữ là biết mình nhưng mình không biết nó. Nhưng mà qua đây, vô đây ngồi giờ này một tiếng đồng hồ, bây giờ cô nói nhăn nói cụi gì, cô nói kinh gì cũng phải ngồi nghe đúng không? Cho cô nghe cái cơ hội này, cô mới bắt tụi em nghe kinh Trung Bộ nè. Chứ ở nhà ai bắt nghe nghe được, đúng không? Cầm cái điện thoại này. Cho nên mình thấy rằng các em có mặt ở đây là cả một cái kỳ tích rồi. Đối với mình hôm nay mà mình giải phóng được cái điện thoại, mình chấp nhận vào chùa, thức khuya, dậy sớm, ăn cơm theo chúng là các em đã rất là giỏi. Nhưng mà vị tỳ kheo này thì không giỏi được như vậy. Ở đây bài kinh này giảng cho vị tỳ kheo, nhưng mà nội dung đó là những người hành giả tu Phật, những người muốn khéo sống trong cuộc đời đều phải nghe, chứ không phải tỳ kheo này nghe không. Cho nên quý vị các em mà nghe cái chữ tỳ kheo này thì đừng có nghĩ là cái này bài kinh này Phật nói cho tỳ kheo nghe, mình đâu có phát nguyện đi tu đâu, còn mà cứ đi tu cũng còn lâu mới thành tỳ kheo nên mình không nghe, có cái tư tưởng đó không? Không, đây là những cái ứng xử rất là căn bản trong đời ha. Đầu tiên thì một tỳ kheo mà sống trong rừng núi, quý vị biết đó là sao? Phải là người có rất là nhiều phạm hạnh, phải là người có đầy đủ giới đức rồi. Họ không muốn bị ô nhiễm bởi cái hội chúng phiền não, cho nên họ mới đi thanh tịnh độc cư một mình. Ở bên Hàn Quốc của sư cô có toàn nước Hàn là có 11 cái trường thiền, gọi là môn mu quan, đó là vô môn quan. Quý vị biết vô môn là gì không? Là không có cửa. Tức là vô trong cái trường thiền đó một lần là 3 năm. Và tất cả những cái phòng đó, đó diện tích là chỉ có 2 mét ngang dọc như vậy thôi. Và ở trong đó một mình, một ngày chỉ ăn một bữa và không tiếp xúc với ai. Và người ta khóa luôn cái cửa ngoài, hiểu ý không? Cho nên mới gọi là không có cửa. Tức là đã một lần nhập thất hạ thủ công phu tu hành trong đó là 3 năm trời. Rồi chúng ta thấy chữ tù với chữ tu nó khác có cái dấu huyền. Nếu như mà mình biết tu đó, mình vô đó mình có cái pháp tu thì mình thấy cái môi trường nó lợi lạc để mình thăng tiến trong tâm linh. Nhưng mà nếu mà mình không tu, mình cứ nghĩ mà nhốt quý vị trong cái căn phòng mà có 2 mét vuông như vậy, quay qua cũng này quý vị cũng này, mà đói cũng khác gì không cần biết. Một ngày người ta chỉ đưa cơm, cơm là đưa vô bằng cái cửa sổ, mà cái cửa lùa giống như ở trong cái trại giam vậy đó, đưa một cái dĩa đó vô, rồi cái ăn hết cái dĩa đó là đút cái dĩa đó ra, ngày mai người ta ấy thôi. Còn cái cửa mà để vào cái phòng nhỏ nhỏ là người ta khóa trái ở ngoài rồi.
Người thấy tu cái cỡ đó. Có những vị mà độc cư mà tu được như vậy là những vị phải có đạo đức rất là lớn, và họ thu thúc thân tâm rất là kỹ, họ phòng hộ sáu căn rất là chặt. Và đặc biệt những vị này là hạ lạc phải rất là cao. Quý vị biết cái trường thiền đó ở Hàn Quốc đó không? Muốn vào được trong cái vô môn quan đó mà tu tập á, phải xếp hàng cái danh sách chờ ít nhất là 3-5 năm mới tới lượt mình. Và hạ lạp, hạ lạp nghĩa là mỗi một năm, bây giờ đang an cư kiết hạ này đúng không, quý vị bên ngoài là tính tuổi là theo mùa xuân, còn quý thầy quý sư cô là tính tuổi là theo mùa hạ, nghĩa là mình an cư xong mình sẽ được một tuổi hạ ha. Thì những vị mà muốn vô đó thì hạ lạp phải hơn 15 năm mới được vô. Rồi quý vị biết là người ta chọn những người mà công phu tu học tới mức độ nào mới được vào đó, chứ không phải là mình không có biết pháp hành gì, mình không có biết đời tu nào, chứ mình cái đòi đi vô mình ở mình tự tung tự tác không được. Cho hiện nay ở đây thì sư cô không biết, nhưng mà sư cô biết có những cái hội chúng tức là không có chịu tập trung tu giống em đó, tu sĩ cũng muốn cất cái cốc riêng ở riêng, chứ không có chịu ở trong chúng để cho nó tự do thoải mái, muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm, muốn ngủ gì ngủ. Hoặc là các em cũng vậy, không cứ thích lập nhóm, không thích tới chùa. Tới chùa là phải hòa chúng như vậy nó mệt, biết không, mà chờ người ta bắt đầu lập túng vậy có đi tu riêng, cái này là không có được. Sư cô không có khuyến khích cái này, tại vì Phật tử các em đây nhỏ như vậy còn chưa có học kinh cho nó bài bản, còn chưa có học giáo lý cho nó bài bản, mình chưa có pháp học, mình chưa có pháp hành. Nghĩa là mình học thì về đạo đức Phật giáo thì mình cũng chưa có thấm được nhiều, mà về cái cách hành trì á, cái pháp môn tu tập á, niệm Phật ngồi thiền các kiểu các em cũng chưa có nắm vững, thì khuyến khích các em đến với những khóa tu như vậy, đến với những cái đạo tràng tu tập lớn, mình sẽ có được cái sự dạy dỗ của quý thầy và cái sự tương tác với bạn đạo của mình sẽ thấy được cái tâm mình phản ứng như nào. Chứ mà mình lập riêng là nó rất là thất bại. Chỗ này là chính vì đây, cho nên đừng có nghĩ là mình tu riêng, mình không có đi cái khóa tu như vậy là mình hơn người ta, là tại vì mình khác người đó, mình khác người là mình hơn người. Không có. Hôm bữa cô nghe mấy em trẻ nói câu sao à? Khác người là hơn người, chưa chắc à? Khác người chưa chắc là hơn người. Có nhiều cái nó hiếm chứ nó chưa có quý, đúng không? Không phải là mình người thành công luôn có lối đi riêng, nhưng mà cái người thành công được mấy người, đúng không? Chứ không phải người ta đi tu khóa tu mùa hè cái mình người thành công có lối đi riêng, mình nghĩ đi khóa tu mùa hè mình đi kiếm cái am cái thốc cái hốc bà có ở trên dưới lên đó, mà trong khi mình không có pháp học pháp hành vậy thì nó không lợi lạc, mấy em hiểu không? Dạ, ít ra là mình đến chùa quý thầy dạy ăn cơm trong chánh niệm sao nè, cung thủ là sao nè, ngồi thiền sao nè, lạy Phật sao nè, lạy đó vân vân, thì cái đó mới là cái tu của mình đó. Cái vị này đầu tiên là ngài tôn giả Xá Lợi Phất dạy như thế nào, thứ nhất là phải tế nhị trong việc chọn chỗ ngồi trước tăng chúng, hiểu không? Tế nhị trong việc chọn chỗ ngồi, tức là ông bà mình cũng vậy, sao ăn coi nồi ngồi coi hướng, đúng không? Nhiều khi mình thấy có những người rất là xinh nhưng mà cái hành động thô tháo, người ta bước vô người ta ngồi ngay cái mình thấy nó chứng tay ngay mắt liền. Có nhiều người rất là thích chọn vị trí đẹp, cứ phải show ra đấy, không phải chỉ tỳ kheo không đâu, trong tăng đoàn cũng có những vị rất là cầu danh. Ví dụ như chỗ nào mà có những hòa thượng lớn tức là thích đưa cái mặt mình vô chụp hình hoặc là ví dụ chỗ nào cứng trai tăng thì mình thích ngồi cái lai giữa để chứ nhận được vật thực và điều thư nó nhiều hơn, chứ mình không có thích ngồi theo hạ lạp. Trong khi trong tăng đoàn là phải phân bổ chỗ ngồi theo hạ lạp, tức là phải tế nhị trong chỗ ngồi. Cái này là sống trong một hội chúng, quý vị thấy ở đây quý thầy đánh số thứ tự cho mấy em đúng không? Phải không? Phải đây ngồi theo chúng đúng không? Đó, cái này là nó tế nhị trong chỗ ngồi, chứ mình nhìn thấy cái chỗ của mình cái mình vô mình ngồi liền, cái có cạnh tranh nhau không? Không. Vậy chứ không mà quản lý như vậy, tới đây quý thầy tổ chức khóa tu quá có kinh nghiệm, chứ còn không quản lý như vậy thì mình thấy sao? Mình vô cái tự nhiên mất chỗ. Hoặc là ví dụ có người nào đó tự nhiên mình đã đi thiệt là sớm, hôm nay mình biết là có quý thầy quý cô về giảng, mình đi thiệt sớm, mình vô mình ngồi đó rồi, xong cái tự nhiên có cái chị kế bên, chị đi đó chị để cái áo, để cái giỏ, để cái điện thoại, chị dành hết nguyên cái lai đó chứ đợi con hỏi hàng lên, chứ mình thấy khó chịu không? Đó, đó là không có tế nhị trong cái chỗ ngồi. Các em cũng vậy, các em đi chùa hoặc là các em đi đến chỗ nào, thấy cái vị trí sắp xếp như thế nào thì mình tùy thứ tự mà mình ngồi như vậy, mình không có làm phiền người ta. Cái đó gọi là cái gì ạ? Cái khéo đầu tiên là cái sống, nghĩa là mình ngồi đâu, mình nói cái gì, mình không có làm phiền đến người ta. Bên sư cô cũng vậy, bên cô là cái chùa là nó nhỏ đúng không? Cái chùa, mấy cái chùa hàng là chánh điện nó nhỏ chứ nó không có được rộng minh mông giống đây. Thì em biết con người nào mà đến trước nhiều khi nói vậy, nhưng mà cũng có mấy bác lớn tuổi hoặc là những vị thọ bác quan trai giới hoặc là thọ bồ tát giới, bồ tát đại gia giới, họ thập thiện giới, thì những vị đó là thuần thành thường hay là ngồi lai đầu. Nhưng mà bình thường những cái khóa tu như vậy ai đến trước mà xích lên trên đây chút xíu đúng không? Bây giờ mình thấy ở dưới là do là thầy đã giới hạn khóa tu này là nội bất xuất ngoại bất nhập,
cho nên là phía ngoài người ta không có vô được. Nhưng mà có những khóa tu mà không phải là khóa tu mùa hè như tụi em, nghĩa là có những người họ lên họ nghe pháp thoại thì sao? Nếu mà cái live đầu tiên này mà tụi em cứ ngồi đây mà không có chịu nhích lên chút xíu thì cho dù có những cái lỗ trống chính giữa thì những người về sau có lên ngồi được không? Không có lên ngồi được, phải không? Cái đó là mình không có khéo, mình chưa có khéo, cho nên là tùy vào cái hội chứng. Ví dụ mình đến đây, mình thấy quý thầy đã để cái số thứ tự rồi, mình ngồi đúng cái số thứ tự đó là may mắn, là đúng đắn, là khéo léo. Còn đến cái chỗ nào mà mình không có ngồi đúng số thứ tự, không viết số thứ tự thì người đến trước, mình ngồi xích lên, mình chừa chỗ cho những người đi trễ, đó là cái khéo léo của mình, đúng không? Chứ không phải nói thôi em nhỏ lắm, em mới tới chùa nên em ngồi cái góc cột đó, em ngồi ngay cái cửa, em chúc em về sớm trở lẹ. Ai cũng vậy là ta dồn ra hết cái cửa rồi trên này ai ngồi, hiểu không? Đó, đây là một cái khéo léo, mình thấy nội cái chỗ ngồi của mình thôi. Vì tỳ kheo này là rõ ràng từ trên núi xuống luôn á, nói theo kiểu ngôn ngữ bình dân của mình, nhỏ ra trên núi mới xuống thì mình thấy ai mà làm cái gì dị dị, là mình hay nói là người ta trên núi xuống, đúng không? Vị này cũng vậy, vô là không có biết thứ tự lớp lan, mình nhỏ mình hạ lạc bao nhiêu thì mình phải ngồi sau những vị khác chứ mình không có dành chỗ ha. Nói ở đây quý vị thấy là trong kinh nó xa rời quá, cô phải kể một cái người thật việc thật ở đây cho gần gũi với tụi em. Thầy trụ trì mình đây nè, vô cùng khéo léo. Thầy trụ trì có phải là chùm ở đây không? Đúng rồi, lớn nhất ở đây chứ. Không có thầy lấy gì có hết tu. Thầy trụ trì là lớn nhất ở đây. Mà thầy còn là thầy tăng nữa. So với sư cô là vị thầy của mình, cung kính đảnh lễ thầy không hết. Mà quý vị biết sáng nay lúc mà đi chụp hình với quý vị thấy thầy dễ thương không? Nói chúng nào mà chụp hình, bạn nào đứng kế sư cô với thầy có thấy không? Tức là thầy biết cô cao quá nè. Thầy mình thì đường đường tăng tướng, đã hảo tướng rồi mà còn cao ráo phong độ vậy nữa. Thầy nhìn qua cô có một mẫu vậy thôi, cho nên thay vì là đứng chụp hình là sư cô phải đứng thấp hơn thầy, đúng không? Phải hoặc là đứng ngang cái bậc vậy nè. Nhưng mà cái chúng nào mà đứng ngay chỗ cầu thang hoặc là các em đứng ở bãi cỏ đó, có cái bậc nào cao hơn là thầy qua thầy nói cô nhỏ nhỏ, cô đứng lên một bậc nữa đi, thương không? Ga lăng lớn. Nói vậy nó không đúng, nhưng mà sao? Là thầy rất là khéo. Thầy là trụ trì, cái vị trí chính giữa cao nhất phải là của thầy. Nhưng mà sao? Thầy rất là khéo, thầy không có giành với ai luôn. À, thầy biết là cô có một gì thôi à, thầy kêu cô đứng lên bật nữa đi. Thầy có tính toán không? Hay là nhỏ này mày nhỏ, mày mi mà mày đứng cao hơn tôi không được. Nhưng mà để cho cái khung hình nó đẹp, đẹp là được. Với lại nhìn người không thấy con đâu, rồi tụi em đứng đâu. Như đó là mình thấy cái khéo của thầy không? Bởi vì không phải dễ mà người ta ra làm trụ trì đâu quý vị. Trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng, nội cái hạnh chút xíu của thầy mình thôi, mình thấy dễ thương không? Mấy em xung quanh có hoan hỷ không? Nếu mà thầy mà không khéo như vậy rồi đông như vậy sao mình chụp hình, có không? Ai cũng muốn tràn lên hết. Nhưng mà thầy khéo vô cùng, thầy chia chúng ra, lựa cái background thiệt đẹp, bạn nào cũng lòi cái mặt ra hết. Chứ bây giờ ai cũng tràn lên vậy rồi chụp rồi ra, rồi cái tấm mà có mặt mình thì mình nhắm mắt mình hả mỏ, rồi cái tấm mà có mình đẹp thì nhỏ kia nó che mất tiêu, rồi mình tức chứ, đúng không? Đây thầy đã như vậy rồi, mà đối với các em là thầy đã hết lòng hết dạ chọn cái background thiệt đẹp để cho em nào cũng được lên hình. Đối với sư cô là một người nhỏ hàng hậu học của thầy đây, thầy cũng nương, thầy khéo, mà thầy biểu mình con đứng lên một chút đi cho nó cao. Đó là cái chỗ này nè. Cho đọc kinh thì thấy chán ha, thấy buồn ngủ ha, nhưng mà mình ứng dụng trong ứng xử mình thấy cái hành vi đó đẹp không? Đó, mình cũng vậy, mình học cái gương của thầy, mình tới đây mình học khóa tu này không phải chỉ trong cái giờ pháp thoại hay là cái giờ tu tập, mà mình học từng cái thân giáo của thầy như vậy, cái lời nói, cái ứng xử, cái việc làm, cái nụ cười bao dung của thầy. Ở đây nắng gió nóng nực bực bội như vậy, rồi mấy cô với bếp nữa, thương không? Chứ mình đang ngồi đây, mình ngồi nghe, mình mệt nha, mình ngáp nha, mình ẹo ha. Nhưng mà mấy cô đang ở trong bếp nóng quá trời nóng, phải không? Bây giờ mình ngồi đây có mấy quạt mà mình còn nóng như vậy, cô đổ mồ hôi rầm rầm. Mà mình nghĩ ở trong bếp nhiệt độ phải hơn 40 độ C. Mà mấy cô với bếp vẫn hoan hỉ nở nụ cười, nấu cơm cho mình, đặng hồi mình ten một cái mình xuống mình có ăn liền. Nếu như không có cái ứng xử đó, không có những cái người khéo léo chọn cái vị trí đó, chứ bây giờ quý cô có muốn lên đây ngồi nghe pháp không? Có chứ. Hôm qua thầy Tâm Nguyên về giảng không? Hot idol luôn, đúng không? Quý cô muốn lên đây ngồi nghe không? Muốn chứ. Nhưng mà sao? Nếu quý cô lên đây dành chỗ với mấy em còn thương quý cô nữa không? Bà gì vô duyên, thấy cái số tôi để đó không? Tự nhiên mất mình an liền, mất mình an liền, tự nhiên mất bảo khó chịu gì đâu luôn á.
Nhưng mà bây giờ mấy cô biết khéo léo chọn cái vị trí của mình, muốn lên ngồi nghe lắm mà không, nhường cho mấy em tu sinh, nhường cho mấy cái búp sen trên cành này nè, cho mình xuống bếp, mình nở hoa trong bếp, mình nấu cơm ở trong bếp, thương không? Cho nên trưa nay ngồi ăn cơm, con nguyện đem cái công đức tu tập ngày hôm nay của con hồi hướng cho quý cô, quý thầy, với bếp nấu cơm cho con. Đó, mình đợi chúng an rồi. Đó là cái khéo chọn chỗ ngồi. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ nó sẽ thành phần ai, đúng không? À, ai cũng một đời trẻ trai. Chúng ta nhìn nếu là con chim chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Sống trên đời người cũng vậy, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Các em hôm nay đến khóa tu thấy được rất nhiều lợi lạc. Hôm sau mình không đăng ký khóa tu nữa, mình đăng ký công quả phụng sự, được không? Được chứ. Vấn đề quan trọng là vị trí của các em ở nơi nào, nơi đó hóa xanh. Người nào gặp các em, người đó nở một nụ cười cảm ơn và bao dung, là cuộc đời của các em đã thành công rồi. Thành công không phải là các em phải có một bạn trai thiệt là giàu. Thành công không phải là tụi em đậu vào cái trường đại học nó thật là xịn sò. Thành công không phải là mình có cái xe mình rìn rỉn cho nó sang. Không, những cái đó nó phù du vô cùng, đúng không? Xe cho xịn, ra đường lỡ gặp chúng tài xế nó nhậu xỉn, nó tung cái ầm, còn xe còn người không? Đó, mình chuốt cho đẹp, mình trang trí thiệt là đẹp, tự nhiên cái ra ngoài gặp trời mưa dù duyên không? Đó, rồi còn đẹp hết, chưa kể nó còn lem nữa, lỡ xài cái gì dởm dởm nó còn lem ra còn khó coi luôn, là không chét nữa. Đó, ví dụ mình sắm được cái chai nước hoa thiệt xịn, mình xịt vô tự nhiên mình thấy tự tin dễ sợ, sắm được cái bóp mà nó hàng hiệu đổ sắp tự nhiên thấy nó oi, cứ ra ngoài cái bị nào giật mất tiêu cái bóp. Rồi cái sao? Cái mình mất đẹp hả? Cái mình mất giá trị gì, mất cái bóp hả? Nó có cái giá trị là từ chính cái trái tim mình, cái tâm hồn mình, cái lời nói, cái hành vi của mình, đúng không? Mình mặc một bộ đồ Phật tử giản dị dễ thương vậy thôi, mình đi chân đất vậy đó, tóc mình buộc gọn gàng vậy thôi, nhưng mà mình có mặt ở đâu, mình đi vô nhà vệ sinh mình biết kéo nước dội rửa, thấy cái đôi dép của người phía trước nó dơ mình biết dốc nó lên cho nó khô, mình đi ra ngoài này mình thấy rác, thấy cái gì nó dị vật ở giữa đường mình biết lấy cái tay dẹp nó qua một bên. Đó, mình vô đạo tràng mình biết ngồi tém lại, không có hành động thô tháo. Cái đó là mình là một bông sen, cho dù là cái máy quay phim nó không quay tới mình, nhưng ngay lúc đó mình đã tỏa sáng rồi. Các em hiểu không? Tại vì mình đi đến đâu, mình nói, mình làm, những cái hành vi đó nó đều gây một cái dấu ấn trong cái vũ trụ này, trong cái nghiệp thức của mình. Cho nên cái hành vi, cái lời nói, việc làm của mình mà nó đẹp đó, nó không làm phiền đến người khác đó, sau này đời sống của mình nó vô cùng an nhiên. Mình tới đâu người ta cũng thấy mến mình, người ta thấy thương mình, chứ người ta không có thấy ghét mình. Cho nên sau này ví dụ mình đi tới đâu, cái người ta nói thấy nhỏ, thấy ghét, bắt đầu mình mẹ nó mẹ cũng biết không có bại bả là sao, mình với họ nó kết cho ăn trái cột cái nút thắt rồi, sau này người ta thấy, người ta mình thấy ghét à, quay lại coi mình có làm gì cho người ta ghét chứ, đúng không? Đó là căn bản. Sư cô hay nói, thiền sư Ajahn Chah có một câu nói rất là hay đó, nếu ai chửi mình là con chó mình phải quay lại cho mình có cái đuôi không. Chứ ai chửi mình con chó quay lại là xói mặt tay liền. Mấy em con gái đây là cũng còn viên viên chứ, mấy anh trai đây là đánh cho một phát liền, đúng không? Không, thiền sư không dạy vậy. Nếu ai chửi mình là con chó, mình phải quay lại cho mình có cái đuôi không. Ví dụ mình không có cái đuôi, ê, mình đâu phải con chó. Còn nếu mình có cái đuôi, người ta chửi mình đúng rồi. Đâu có cái gì sai đâu. Cho nên ví dụ mà mình đi đến đâu mà người ta nói con nhỏ nó thấy ghét, cái mình quay lại mình có chửi đã thấy ghét nữa không? Không, mình phải đi lấy cái kiếm, mình soi cái gương, coi mình ghét ở chỗ nào, có chỗ nào đáng ghét không? Mình sao mình bảo đảm mình dễ thương hoài được, phải không? Mình phải có cái chỗ đáng ghét. Mà ví dụ mình coi tốt coi lui rồi, mình rõ ràng không có đáng ghét, mình đáng yêu muốn chết, tại bà không thấy mình thôi. Vậy thì sao? Mình đáng yêu là được rồi, bà không thấy mình đáng yêu là tại bà không đáng yêu. Vậy cái sự đáng yêu hay đáng ghét của mình có phải nằm trên cái đầu lưỡi của bà không? Vậy mắc gì quạo, đúng không? Đó. Mà đối với các bạn trẻ ở đây, cô phải dặn thêm một câu này. Có ai muốn đẹp không? Có ai muốn mình xấu không? Đúng rồi, dễ thương vậy chứ. Sắc đẹp là quyền lực đó. Không, cái này câu tục ngữ bên Hàn rõ ràng, sắc đẹp là quyền lực. Công nhận không? Mấy em thấy cái giao diện mình mà nó dễ nhìn, có phải đó là lợi thế không? Đó, công nhận như vậy. Muốn đẹp thì sao? Không quạo, thiền. Nàng phải, cô Hiếu nói, Phật nói, quả báo đầu tiên của sự sân giận đó là xấu đó quý vị. Dung sắc không có đẹp,
giờ ai mà muốn mình xinh á, ai mà muốn mình đẹp á, là không có được quạo. Chứ không phải cô nói để mấy em cười cho vui đâu, để cô câu khách đâu, không có. Cô không có mục đích câu khách, mục đích của cô là phải giới thiệu lời Phật dạy. Cho nên là ví dụ mà mình muốn mà mình xinh đáng sống, đáng yêu, dễ thương, đi đâu cũng thành công được người ta mến, đầu tiên là mình không có được nổi quạo, mình không có được nổi sân. Tự nhiên đầu tiên mình gặp bạn này trước, mình thấy bạn này dễ mến, mình qua mình làm quen trước. Cái chiều có thằng nào chạy tới nó cứ tò tò đi theo nhỏ nó suốt ngày, cái mình quạo không? Nhỏ thì vô duyên, không thấy tao đang tiên, nhỏ nó trước, bắt đầu mình muốn quýnh thằng kia. Đó, cái đó là cái nhân làm cho mình xấu đó, mất điểm liền. Trời ơi, cô nói thiệt, mấy bạn trẻ phải để ý cái đoạn này. Tất cả những cái gì xảy đến cho mình, không có tốt cũng không có xấu, nó chỉ diễn ra như nó đang là thôi. Cái vấn đề của mình là nhìn cái phản ứng của tâm mình, hiểu không? Cô nói lại một lần nữa, tất cả những việc gì xảy đến với mình, tất cả những người mình gặp, nó không có xấu cũng không có tốt, nó là cái vấn đề, nó là chỉ là như vậy thôi, các pháp nó vận hành như nó đang là. Cái vấn đề của mình là nhìn cái phản ứng của tâm mình, nghĩa là nhìn mình phản ứng như thế nào đối với vấn đề đó. Người nào nhìn thấy được như vậy, người đó là thành công. Bây giờ cái câu này xăm lên trán, bây giờ nghe có thể chưa thấm, tối về bật YouTube nghe lại. Sau này khi các em gặp cái gì bất như ý trong cuộc đời, khi các em gặp người ta ứng xử không làm cho mình hài lòng, các em phải nhìn lại cái này. Không hề có xấu, không hề có tốt, để coi cái phản ứng của mình được không. Đó, cô nói cái hành vi đầu tiên thôi. Khi mà nhập chúng phải biết tôn trọng các đồng phạm hạnh, phải biết khéo chỗ ngồi, không chiếm chỗ của ai hết. Đây là cái đầu tiên, được chưa? Cái thứ hai, đối với vị tỳ kheo thì phải đi khất thực đúng pháp, tức là không vào làng quá sớm mà phải trở về ban ngày. Cái này á quý vị, các em là chưa có hiểu, nhưng mà thôi, vì bài kinh sư cô cũng giảng, đó là không đi đến các gia đình trước hoặc sau bữa ăn. Cái này là ngày xưa là quý thầy là phải đi khất thực mà ăn, hiểu không? Nếu như mà đi vào sớm quá, gia đình người ta đâu có chuẩn bị cơm kịp. Cô nói các em dễ hiểu hơn là vậy nè. Bây giờ bạn mời tới dự tiệc sinh nhật, đúng không? Bạn mời 7 giờ, 7 giờ mình có mặt là được rồi. Bạn mời 7 giờ, 4 giờ rưỡi mình tới. Người ta mắc mệt không? Cái giờ đó người ta đang mắc bày mâm bày ơ đồ, hoặc người ta đang mắc lên đồ rồi bận đồ cho đẹp đồ. Cái mình tới cái mình làm khách người ta thì sao? Người ta phải mang nước cho mời, người ta phải mang trái cây cho mình ăn. Như vậy nó rất là phiền. Đó, hoặc là vậy. Hôm nay mình hẹn cái khóa tu ở chùa là 8 giờ. Cái thì 8 giờ kém 10 mình có mặt ổn định đạo tràng là được rồi. Không, 4 giờ sáng mình tới mình đập cửa kêu quý thầy ra mở cửa cho mình vô. Như vậy nó cũng kỳ, đúng không? Hoặc là ở chùa cũng vậy, cái giờ mà chỉ tịnh của quý thầy buổi trưa hoặc là buổi tối 10 giờ, sau 10 giờ đêm mà mình tới chùa nữa, mình có làm phiền chùa không? Đó, tức là như đó thôi, mình hiểu. Quý thầy tỳ kheo cũng vậy, ngày xưa có những thầy tỳ kheo là đi khất thực quá sớm, vào làng quá sớm, rồi hoặc là sao trước và sau bữa ăn, tức là mình chỉ đi khất thực đúng cái giờ mình ăn thôi. Lần này vị tỳ kheo này không vậy, mà cứ sau bữa ăn hoặc trước bữa ăn đi tới cái nhà gia chủ để làm phiền người ta. À, có cái tích truyện là ngày xưa có một vị thầy tỳ kheo này đi đến nhà cái cô thí chủ kia, cái xong được cổ cho cơm, nhưng mà cái cô này cổ đẹp quá đi, cái ăn cơm xong rồi thầy không có đi, thầy đi không có đành, cái thầy ngồi hoài, cái ông chồng của cô kia quạo, xong ổng phiền não. Từ đó ổng mới phản ứng lên Đức Phật, cho nên Đức Phật mới dạy là không được đến nhà cư sĩ trước và sau bữa ăn. Quý vị thấy kỳ không? Ví dụ gia đình mình cũng vậy, tự nhiên mình có hai người bạn đang vậy, cái bạn kia bạn cứ xen vô, rồi mình nghĩ là thôi ăn bữa cơm với bạn rồi bạn đi, cái bạn không đi luôn à? Cái mình đi tăng hai, cái bạn đi theo luôn à? Kỳ không? Cái đối tượng của mình là cái người kia, chứ mình đâu có mời cái người khách không mời này. Đó, các em hiểu không? Từ cái câu chuyện của vị tu sĩ cho tới cái cư sĩ của mình, nhiêu đó là một bài học cho mình, để mình thấy rằng cái sự hiện diện của mình ở bất cứ nơi đâu, ở cái thời điểm nào, nó đừng có gây khó chịu cho người ta. Cái đó là khéo sống ở giữa đời. Mình đến cái vị trí đó mà mình thấy cái chỗ này nó không thích hợp cho mình, vậy thì sao? Mình tùy nghi, nặng mà mình rút lui cho nó, đốt làm phiền người khác ở những cái vị trí đây ha. Cái thứ ba là giữa chúng tùy nghèo phải giữ gìn oai nghi tế hạnh, không có đi lại làm việc lăng xăng tháo động. Cái này các em để ý, khi mình đi chùa, ví dụ cái hội chúng đang ngồi im lặng vậy, các em có mệt, có nóng, các em nhúc nhích cái chỗ mình thì không sao, nhưng mà giờ em mệt quá, các em đứng dậy em phát một phát, các em đi xẹt ra bên kia, em đi qua đây, cái cả nhà không thèm nghe cô nói nữa, ngó các em làm gì, đúng không?
đó, cái này gọi là lăng xăng tháo động hoặc là trào cử. Hoặc ví dụ cô nói mấy em duỗi chân ra nha, thì mình cũng tém tém, tức là mình có duỗi thiệt, mình duỗi mình đỡ mỏi thôi, mình tém vô, không, lăn đùng ra nằm luôn. Có vậy không? Giờ cười cười chứ hồi nằm thiệt đó, cô mà nói nữa tiếng nữa coi nằm cho cô coi. Mệt quá rồi cô, nghĩ mệt quá rồi. Ví dụ như là mình thấy không, mình lăn đùng ra luôn thì sao? À, nó kỳ vô cùng đúng không? Đó, vậy cũng vậy, trong một cái hội chúng trang nghiêm mà nếu như mà mình đi tới đi lui, mình không có giữ oai nghi tế hạnh, mình đi lại lăng xăng ồn ào là nó sẽ xáo động. Bên cô có hồi cô mới thành lập đạo tràng đó, mấy em biết không, khổ tâm lắm. Ở đây tụi em là xung quanh là người Việt, trước mặt cũng người Việt, sau lưng cũng người Việt, bên phải cũng người Việt, bên trái cũng người Việt, nhưng mà bên cô là không có người Việt, cho nên nó là chỉ có tới khóa tu thì mới gặp người Việt với nhau, hiểu không? Mà ai cũng đi làm cả tuần cả tháng, lâu lâu mới tới chùa được lần. Trời ơi, cái thấy nhau là tay bắt mặt mừng, mừng quá trời. Chị tháng rồi, bữa giờ không thấy. Bà sư cô đang ngồi nói ngon lành, buồn ngon em. Xong rồi ví dụ hội chúng đã ngồi im lặng vậy nha, cô vẫn đang thuyết pháp giảng kinh, có cái chị kia lao vô như một con lóc, ngồi một cái phạch, xong xẹt 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 cái bịch ni lông, xong cái móc ra mấy chục ổ bánh mì, mùi bánh mì nó bay phấp phới luôn. Ở đây bánh mì nó quá là bình thường đối với tụi em đúng không? Bên cô không dễ có bánh mì ăn. Trời ơi, bánh mì là quốc hồn quốc tí mà, cho nên thì có bánh mì, cho nên là cái mùi bánh mì nó bay lên, rồi cái mùi bịch ni lông nó xẹt xẹt, bắt đầu là hội chúng nó náo động. Bất chấp cô Hiếu nói gì ở đâu, trước mặt sau lưng có một Phật gì, tất cả mọi cái sự chú ý giác quan, năm giác quan nó nằm ở trong cái ổ, cái rổ bánh mì của bà kia rồi. Mà tại sao bà phạch phạch vậy? Bà đi mấy tầng lầu lên, bà tha cái đĩa bánh mì đó, bà mệt quá, tôi làm một cái sạch, cái xè ra, bà bưng bánh mì ra. Cái đó là sao? Là thô tháo đó. Rồi cái cô nói chị, rồi mà cũng đâu dám góp ý, rồi đó mình nhỏ lắm, mình không dám góp ý trước mặt luôn, biết vậy góp ý vậy mốt đã giận sao. Chờ hết cái khóa tu đó rồi mới tới nói nhỏ nhỏ, chị không, mấy bữa sau á, mà mình đi vô trễ á, mà đang lúc mà công phu á, thôi mình khoan đem đồ ăn lên chánh điện, mình để ở dưới hoặc mình để bên ngoài ha, chờ tu xong rồi mình đem vô có được không? Nói nhỏ nhỏ vậy thôi đó quý vị, giận, giận cô 3 năm nay không gặp mặt cô luôn. Xíu bà không biết làm phải tu gì chưa, người ta đi chùa là tội, ta có ăn ngon ta mới đi chùa đó, để tôi hổng nấu cơm nữa, cô có ai đi tu với bà không? 4 năm nay không gặp sư cô luôn em. Rồi vậy vậy đó, cho nên mình thấy không, sống ở đời nó khó lắm, không phải dễ đâu. Tụi em là còn những cái tấm chiếu chưa từng trải luôn, chứ mà sau này ra đời kiếm người cũng bị dướng. Cho mình thấy như vậy có xáo động, có lăng xăng không? Đó, lăng xăng xáo động đó. Nhưng mà mình góp ý chân thành, mà góp ý nhẹ nhàng đó, góp ý khóc mắt luôn á, góp ý không có chút đại chúng, nó nhỏ nhỏ hai mình nghe thôi đó, mà không chịu là không chịu đó. Vẫn thấy cái việc mình bưng bánh mì lên là mọi người phải chú ý đến cái công sức của mình làm bánh mì chứ. Mình phải đặt bánh mì, mình phải nướng bánh mì, mình phải thức từ sớm mơi, mình nhét cái ruột vô rồi mình tha lên trên chùa dĩ, mà bà sư cô bà dám góp ý mình là không có được không? Cho nên tụi em còn nhỏ, cái ngã của mình chưa có quá bự thì mình chưa có phình to quá đã ngã ra, thì mình phải khiêng hạ những cái đoạn này. À, cái sự đóng góp của mình không cần ai phải chú ý đến mức độ đó, nhưng mà mình đóng góp trong thầm lặng. Một cái hoa sen nó nở ở một cái góc vườn thôi, thầm lặng thôi, nhưng mà tỏa hương tinh tế cho đời, làm đẹp cái vị trí đó. Cái vị trí, cái giá trị của hoa sen nó không ai phủ nhận được, em hiểu không? Nhưng còn cái hành vi của mình nó không có thô tháo đến mức độ đó được. Chứ vô chùa mà em nghĩ không, bạn cũng giống mình cũng giống bạn, mình nhìn nhau bằng ánh mắt dễ thương, mình chắp tay nhau chào một cái vị Phật sẽ thành, như vậy nó rất là dễ thương. Nhưng mà có một em, tụi mày biết không, chùa này ba má tao cúng, cái tượng Phật đó ba má tao cũng cúng, cái miệng người đó là cái gì đó, cái mấy quạt hay là cái mấy điều hòa là ba má tao cúng không, cái tự nhiên cái mình thấy sao ạ? Thấy cái bạn đó vô duyên liền hả, phải không? Đó, mình không cần mình phải kể lễ, mình không cần mình phải kể công đó, nhưng mà mình làm những cái việc mà nó lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh, lợi lạc cho hội chúng, thì cái phước của mình nó đã trổ chưa? Trổ ngay lúc đó rồi. Tụi em không sợ thiệt thòi ha, không có gì sợ thiệt thòi đó. Đừng sợ ai người ta không biết tới mình, mà mình chỉ sợ là mình không có một cái giá trị gì để đóng góp cho đời, cái đó mới là cái đáng sợ, được không? Cho nên vô trong trường hoặc là vô trong chùa hoặc là đi làm, người ta không có đánh giá cao mình, hoặc là người ta không có để ý tới mình, không sao hết trơn. Mình nỗ lực hết sức phát huy cái năng lực của mình, học cho giỏi, làm cho nó chỉnh chu, kiếm tiền cho nó thiệt nhiều,
không có ai mà coi thường mình được hết, hiểu không? Cái giá trị đạo đức, cái giá trị năng lực của mình nó không nằm ở cái chỗ người ta công nhận mình hay không, mà nó nằm ở cái hành vi đạo đức của mình có đúng pháp hay không. Mấy em hiểu chưa? À, mình là con Phật, mình có một cái niềm tin rất vững chãi như vậy. Người ta quý, người ta thương, đó là cái chuyện của người ta. Còn cái giá trị của mình không bao giờ suy xuyển theo lời nói của người khác ha. Cái đó là cái khéo sống giữa đời. Nghĩa là mình vào đời mình hòa đồng chứ không có hòa tan. Ví dụ mai kia mốt nọ mình đi làm, cái xong đồng nghiệp rủ mình đi nhậu. Đi nhậu xong chưa đủ, còn đi karaoke, Tây Vịnh, Tây Ơ đồ. Mình có đi không? Dạ không. Cái người ta bắt đầu xỉa xói mình xíu tu hành gì mấy cái thứ đó, miệng nam mô bụng bồ dao găm, cái mình quay lại mình gào người ta có không? Ừ. Tại vì anh chưa tin cái việc nhân quả, anh ăn mặn uống rượu ăn thịt chuyện bình thường, nhưng mà mình tin nhân quả, mình không sát sanh hại vật, mình không ngoại tình, mình không tà dâm, mình không nói dối, mình không uống rượu, cái giá trị đó nó thay đổi không? Giá trị đó là cái giá trị đạo đức nó sáng lấp lánh qua bao nhiêu thời kỳ. Có thể người đó không có niềm tin tôn giáo cùng với mình, có thể người đó không có cùng cái giá trị đạo đức quan giống mình, cho nên họ thấy cái việc mình đi tu làm lành ăn chay nó vô nghĩa vô cùng. Phải đi nhậu nè, phải đi tăng 2, tăng 3, phải kết nối người này người kia, tay dịnh tay ơ đồ mới trở nên sành điệu. Đó là cái quan điểm của người ta thôi. Chứ còn tụi em là Phật tử chân chính, tụi em thấy cái đó nó có giá trị không? Dạ không. Không đưa đến lợi lạc của đời này và không đưa đến lợi lạc của đời sau, thì mình có phải ứng xử theo cái mong muốn của người đời không? Không. Tụi em vẫn tươi rói đi đến chùa dự lễ khóa tu, đến ngày chay vẫn ăn chay bình thản. Cái đó là cái giá trị của mình. Tức là mình khéo sống nhưng mà mình không hòa tan theo những cái lời đánh giá mỉa mai của người đời, hiểu không? Gần đây sau cái kỳ thi vừa rồi, đúng không? Ở Việt Nam mới thi phải không? Sư cô thì không có ở Việt Nam mà cũng tốt nghiệp lâu lắm rồi nên là không có nhớ đến mỗi mùa thi, mà rất là thương. Sau mỗi mùa thi rất rất nhiều em gửi câu hỏi vấn đáp Phật pháp về cho sư cô, gửi với tất cả cái uất ức tức tối buồn bã, và có nhiều em muốn đi tự tử luôn. Là tại vì mình không có đậu vào cái trường chuyên lớp chọn, mình không có đậu vào cái trường cấp 3 như gia đình mong muốn, hoặc là mình không có đậu trường đại học như ba mẹ mong muốn. Thế là ba mẹ chì chiết, xỉ vả, chửi bới mày là cái thứ bất hiếu buồn. Trời ơi, thương vô cùng những cái em đó. Và rất nhiều câu hỏi gửi về cho cô như vậy: cô ơi, con sống không bằng chết, có phải là con là vô nghĩa trong cuộc đời này không? Tụi em đừng nghĩ vậy, đúng không? Cái việc học ở cái trường nào hoặc là cái điểm chọn của một cái trường nào nó không có đánh giá toàn bộ cái giá trị con người của em được, đúng không? Đâu phải em phải vào cái trường chuyên đó thì em mới có cái giá trị của mình. Còn nếu như em rớt khỏi cái đó là em vô nghĩa, em là người không có giá trị gì trong cuộc đời này đâu. Cho nên nhân đây, sư cô gửi lời chung với lại hơn mấy trăm em đang ngồi trước mặt cô, cũng như gửi lời cho tất cả rất rất nhiều em, hàng trăm em gửi email về cho sư cô về cái cuộc kỳ thi vừa rồi. Những cái điểm số đó, những cái giá trị tuyển chọn của chừng cái trường học đó, nó không đánh giá hoàn toàn diện về cái giá trị con người em được. Không phải mới vào đại học đó thì em mới thành công, còn không vào đại học đó em không bao giờ thành công được. Làm gì có cái chuyện đó. Dĩ nhiên có những người bố, người mẹ kỳ vọng ở con mình quá nhiều, cho nên khi con mình không được thì buông lời chì chiết, xỉ mắng, xỉ nhục, chê bai các kiểu. Cái đó là cái lỗi của ba mẹ. Nhưng mà mình làm con, mình không có giận ba mẹ, không có nói hổn với ba mẹ, không có bất hiếu với ba mẹ. Nhưng mình cũng không ngu tới độ mình bị buồn vì những cái lời ba mẹ mắng nhiếc đó rồi mình đi tự tử nha. Các em vẫn là những cái bông hoa rất đẹp trong cuộc đời, miễn các em biết học hành, biết nỗ lực hết sức trong cái năng lực của mình. Như vậy là các em là người có đạo đức, và các em tự tỏa sáng cái hương vị của mình. Thiền sư Làng Mai có nói một câu: ta có là ta, ta mới đẹp, đúng không? Đâu phải chỉ cái bông hồng, bông hướng dương mới đẹp đâu. Có những hoa cúc xuyến chi, hoa dạ quỳ, có những cái hoa cỏ dại cũng rất đẹp, đúng không? Ừ, chỉ là mình đẹp theo cái cách riêng của mình là được. Các em nỗ lực hết sức và sống có giá trị đạo đức là được, không làm phiền nhiễu đến ai là được. Chứ không phải em phải giống như con người ta, phải đi vô trong cái trường đó các em mới thành công. Không phải, được không? Đừng vì những cái lời chỉ trích, phê phán, bài xích trong cái lúc tức giận của người đời mà mình nghĩ là những cái giá trị đạo đức mình đang theo đuổi là nó vô nghĩa. Cái này rất là sai lầm. Người ta đã không trân trọng mình thì chính mình phải biết tôn trọng và yêu thương mình, được không? Không có ngu gì mà bị khổ. Mà cô hay nói có nhiều em đến gặp cô mà thất tình đó, chứ rồi đi tự tử. Trời ơi, anh phụ bạc con đem hết bao nhiêu trái tim chân thành đi yêu ảnh, giờ ảnh theo con kia, bỏ con này kia kia nọ, rồi cứ muốn tự tử theo. Cô nói nó người đi một nửa hồn tôi chết. Nhưng mà cái câu thơ đó gì, một nửa hồn tôi há dại khờ, tức là sao một nửa chết còn một nửa bị điên, sao ngu vậy? Vì một cái thằng không thương mình, đúng không?
người đi một nửa hồn tôi chết có buồn chứ, nhưng mà một nửa hồn kia để lại xài, bạn còn yêu người khác, anh không xứng đáng với tình yêu của mình chứ, đúng không? Mình xứng đáng với cái người trân trọng chung thủy và yêu thương mình hơn chứ. Tự nhiên vì một cái người không thương mình, mẹ mình mất 9 tháng cho mình trái tim lành mạnh, xong cái mình bị đau tim, bị tan vỡ trái tim vì cái người không thương mình. Vậy là mình bất hiếu với mẹ mà mình không biết thương mình luôn. Sư cô thấy mấy em mà thất tình đó, sư cô thấy thương lắm mà thấy mắc cười nữa. Sư cô được cười vô đầu em một cái, tức là mình đã lỡ trao trái tim nằm chỗ để trên đầu rồi. Còn cái đó là cái kinh nghiệm cho mình, cái bài học cho mình. Mình phải thấy may mắn, hối hồn mà chưa có cưới ảnh về làm chồng, đúng không? Lỡ ngươi mà cưới về làm chồng mới phát hiện người ta trăng hoa thì sao? Có phải lỡ dở gian dở một đời xuân mình không? May ghê, chưa cưới cái nó lòi đuôi rồi. Cái mình có kinh nghiệm chứ, làm sao mình phải mở to con mắt lên nặng mình nhìn cái đối tượng nào cho nó chứng chứ, đúng không? Cho nên coi ai có thất tình cũng vậy, người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi để lại xài, cái gì bế tắc hết trơn á. Thi cử cũng vậy, đậu trường này không đậu thì đậu trường khác chứ có gì đâu. Đúng rồi, con người ta không thấy được cái giá trị của mình, nghĩa là cái tần số đạo đức người ta không có tương ứng với mình. À, mình sẽ xứng đáng với cái người yêu thương trân trọng mình hơn. Các em phải có cái niềm tin, quan trọng là chánh đáo của mình. Chánh đáo của mình phải viên mãn đạo đức thì mình sẽ, những người mình gặp nó sẽ từ mình trở lên, đúng không? Gió tầng nào gặp may tầng đó thôi. Anh không có thuộc level với tôi, vậy thôi, đúng không? Mắc gì phải sầu. Cho nên cô nói với giới trẻ đó, tụi em là có cả một cái gia tài, tại vì tụi em có cả một cái tuổi xuân, có thời gian để cho mình vấp ngã và làm lại, có thời gian để mình sai sót và mình sửa đổi, phải không? Có đủ thời gian để mình trải nghiệm cái mới và mình có thêm kinh nghiệm tích lũy. Cho nên các em là những người rất là có nhiều cơ hội và phước báu, không có gì phải bế tắc, không có gì phải tự tử. Cô thấy các em trẻ mà tự tử, mà bế tắc, mà đau khổ vì điểm số, vì người yêu, vì các kiểu, nó rất là lãng phí. Cái đó gọi là phiền não xa xỉ, hiểu không? Hiểu không? Đó là những cái phiền não xa xỉ, không có đáng. Sau này trên cái con đường dài của mình thành công, thành công từ cái ứng xử, từ cái cách khéo sống, từ cái đạo đức, từ cái năng lực của mình, cái đó mới là cái lời trả lời chung cho tất cả những người đã bội bạc, đã coi thường, đã chà đạp hoặc đã thị phi nói xấu về mình. Chứ không phải người ta thị phi mình đi thị phi lại, không có khác gì người ta hết trơn. Người ta thị phi mình vẫn tươi như hoa. Quan trọng là người ta đạp mình xuống nhưng mà mình vẫn không có té ở cái chỗ đó. Người ta đạp mình xuống nhưng mà mình vẫn bình thản, mình đứng lên và mình khẳng định cái giá trị đạo đức của mình qua những cái lời nói, cái hành vi, cái ứng xử, cái việc làm của mình. Đó là người khéo sống ở đời ha. Điều thứ tư, các em buồn ngủ chưa? Ráng nha. Sư cô cũng mệt chứ không phải là không mệt đâu, nhưng mà sư cô phải ráng, tại vì cô biết mà cô không có ráng nói đó, tụi em về không có chịu đọc kinh. Cho nên mình còn 5 cái nữa, mình ráng nghe nha. À, mình ráng nghe, cô sẽ ráng rất là ráng nói nhanh thôi. Mình chỉ còn 5 cái nữa và cô sẽ giảng nhanh trong vòng 10 phút nữa cho tụi em nghỉ được không? Rồi, cái thứ tư tiếp tục đó là chỉ nói khi cần và nói vừa đủ, không có nói huyên thuyên, không có nói tạp nhạp. Cái này là cái phải học cả đời. Cô nói rồi, tu cái khẩu nghiệp là tu được cả một cái đời người. Mình chỉ nói khi cần và nói vừa đủ thôi, chứ không có nói lời huyên thuyên tạp nhạp. Tới đây là để tu, để hỏi pháp, để học tu, chứ không có kể chuyện bà tám, kể chuyện nhỏ kia, có mấy đứa bồ, kể chuyện nhà này có mấy cái xe hơi, mấy cái chuyện đó nó vô cùng vô nghĩa, hiểu không? Mình chỉ nói khi nào cần và nói vừa đủ, chứ không có nói chuyện tạp. Đó, thì cái lời nói, cái giá trị lời nói của mình nó sẽ tăng lên. Đặc biệt các em là Phật tử thì các em không có được cái gì, không được nói dối ha. Không được nói lời hung ác, không có trù rủa, mày chết đâu chết quách chơi rồi, ra đường xe cán rồi, trời ơi, mấy cái câu đó là Phật tử không bao giờ nói, được không? Rồi thứ hai là không có nói lời đâm thập, không có nói lưỡi đôi chiều. Tới đây trời ơi, dễ thương quá ha, qua chợ nhỏ khi nó nói mày vậy đó, đó là nói lời đâm thập, nói lưỡi đôi chiều. Phật tử không có nói lời này, được không? À, và đặc biệt đó là cho dù mình nói lời đúng, mình cũng không có nói nhiều. Cái này nói là bị đụng chạm. Từ nãy giờ các em ngồi có ai nói đâu, có mình cô nói nhiều à? Dướng ghê luôn á. Nhưng mà vẫn phải nói đoạn này, trừ khi cái vị trí cô ngồi ở đây cô nói thôi, chứ xuống dưới là cô nghĩ nói rồi. À, các em cũng vậy. Mình càng nói nhiều là mình càng sai nhiều, gọi là đa ngôn đa quá. Cho nên mình nói vừa đủ thôi. Mình dành thời gian mình lắng nghe. Mình lắng nghe thì mình sẽ học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, và mình có cơ hội để mình trau dồi mình hơn. Chứ còn mà mình cứ mắc nói không, mình lo nói là mình sẽ đánh mất những cơ hội để nghe.
à, mình thấy Nguyễn Du mà tả Thúy Vân sao, hoa cười ngọc thốt đoan trang đúng không, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Thúy Vân là hoa cười ngọc thốt, ngọc thốt đó là lời nói ra như cái lời châu ngọc vậy đó, nói một lời là như châu ngọc nó rớt xuống. Chứ còn mà Thúy Vân mà cứ bài hải bẹp xẹp suốt ngày, Thúy Vân có ngọc thốt không, tự nhiên nó mất giá trị liền, đẹp mà bị khùng. Và không có ai thích luôn á. Hôm qua sư cô đi taxi ra sân bay đặng mà về đây với tụi em, thì có cái chú taxi chú lái, chú thấy mình ngồi suốt ở trên xe mà không nói gì hết. Cái xong chú nói cô rầu quá, hỏi sao chú. Cái chú nói con vợ nó nói suốt ngày cãi hoài. Bây giờ chú nói sao mà chú bực vậy? Không kể, tức là bả thì thích nghe cải lương, tối ngủ là bả phải bật cải lương ở trong phòng ngủ á. Ổng thì ổng mắc ngủ, cho nên bả nói, ổng nói bả là không thấy vô cái phòng ngủ là tắt cái điện thoại đi, đừng có nghe cải lương nữa. Còn không thấy bà mắc nghe thì bà ngồi ở ngoài bà nghe đã đi rồi bà hãy vô đây bà ngủ được không? Không, tức là vừa phải ở trên phòng ngủ, phải có ông chồng nằm kế bên nhưng mà phải vẫn cho bắt cải lương nghe, rồi vẫn nói hoài. Ông nói là nói không, nói chung bây giờ là nói ra hai câu là chửi lộn mà một ngày chửi lộn mấy chục lần gì á. Trời, mà nói quá nói luôn. Mà thiệt ra là cái bác đó, bác còn thương chú này không? Còn thương. Chứ không thương là đuổi chồng đi ra chỗ khác, mình ngồi nghe cải lương rồi. Vẫn mắt nghe cải lương nhưng mà có mắt thương chồng không? Mắt thương chồng mới bắt chồng vô ngủ chung. Nhưng mà rồi đó, cứ vậy cứ cãi lộn. Mà bác kể dài lắm. Nói chung là hôm qua sư cô bị kẹt xe 2 tiếng đồng hồ mới ra tới sân bay. Mà suốt 2 tiếng đó là bác kể về cái chuyện lèm bèm của cái phụ nữ của mình, người vợ của mình. Cho nên mình rút kinh nghiệm ha, mình rút kinh nghiệm mình bớt nói lại. Cái dù là lời mình nói đúng á, thì mình nói một lần thôi, mình nói ít thôi. Chứ mình nói nhiều quá người ta sẽ rất là mệt mỏi. Mấy anh con trai là cũng càng ít nói, mấy chị em gái cũng càng ít nói. Chứ mà đó lúc này thì đang còn ít nói, chứ ở với nhau một thời gian, ngày xưa em như chim sáo sống lâu năm thành đại bàng. Nói hoài người ta sẽ rất là phiền. Cho nên riêng cái khẩu nghiệp mà cô nói đó, mình nói nhiều là mình sẽ không có kiểm soát được hết cái lời nói của mình. Mà ông bà mình dạy là sao ạ? Họa tùng khẩu xuất, nghĩa là cái họa nó sẽ đến khi mà mình phát ngôn. Cho nên các em phải hết sức cẩn trọng. Nghe lại cái bài chánh ngữ sư cô đã dạy, có 6 cái trường hợp Đức Phật dạy khi nào nên nói và khi nào không nên nói. Các em về hết cái khóa tu này, chịu khó lên YouTube kiếm lại cái bài chánh ngữ giác lệ hiếu, nghe lại những cái trường hợp Đức Phật dạy tu cái miệng ha. Nhiều khi mình làm lành rất là nhiều nhưng mà vì cái miệng mình không biết tu mà mình tổn đức rất là lớn nha. Cái này là phải hết sức cẩn trọng. Cái này mai mốt ra đời sẽ gặp vấp ngã rất là nhiều. Nhiều khi một lời nói vô thưởng vô phạt của mình thôi, mình không có nghĩ vậy, nhưng mà mình nói làm cho người ta phiền lòng, người ta ghim cái đó và người ta sẽ trả thù mình, người ta sẽ bóc mẻ mình rất là nhiều. Cho nên ngay từ bây giờ tập cái thói quen là ít nói lại. Và bất cứ cái lời nói nào phải cẩn trọng. Lời nói đưa đến cái sự kết nối, lời nói đưa đến cái sự tăng tính tam bảo, lời nói đưa đến người ta, khuyến khích người ta phát triển bản thân, tin vào bản thân mình. Lời nói xây dựng thì hãy nói. Không nói lời đâm thọc, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời nói lời hung ác và không nói lời theo dệt. Tụi em nhớ không? Đây là 4 cái điều mà Phật tử phải giữ nha. Rồi điểm tiếp theo đó là biết lắng nghe thân hữu. Cái này nó giống cái kia nè. Mình mà ít nói thì mình mới biết lắng nghe, đúng không? Chứ mình lo nói không mình đâu có biết lắng nghe. Phải là cái người mà biết lắng nghe. Ai người ta cũng muốn nói hết, muốn bày tỏ, muốn thể hiện bản thân, thì cũng phải có cái người lắng nghe cái đối phương đó. Nhất là những người có nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Tuy tụi em không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng mà tụi em ngồi yên lắng nghe, không phán xét, nghe với lòng từ bi, nghe với sự không phán xét. Cái nghe của tụi em là cái hành của Bồ Tát Quán Âm. Mình thấy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm của mình không? Đó là Bồ Tát của hiểu và thương. Cái chữ quán nó hay lắm. Vừa nghe và vừa thấu hiểu được cái nỗi khổ niềm đau. Cho nên mình thấy khi mình buồn, mình đến trước Bồ Tát Quán Thế Âm, mình đảnh lễ, mình có thấy hoan hỷ không? Bồ Tát đâu có bao giờ nói, Bồ Tát nghe mình kể lễ không à. Nên mình mới mến Bồ Tát gì đó. Cho nên là mình hãy làm Bồ Tát của bạn mình. Mình hãy là Bồ Tát của ba mẹ mình. Dù bữa đó ba mẹ giận nhau, ba mẹ trút lên mình, không sao, bữa nay con sẽ học hạnh Bồ Tát, con sẽ là Bồ Tát của mẹ, con sẽ ngồi nghe, không phán xét, không quạo quọ. Mẹ trút hết với mình rồi thì mình sẽ thoải mái, đúng không? Mình gặp người ta cũng vậy, người ta có nỗi khổ niềm đau, người ta kể cho mình phải học cách lắng nghe. Nghe rồi thôi chứ nghe rồi có đi kể lợi không? Ê, tôi kể mày nghe, nhỏ đó vậy thôi chứ nó vậy, nó kể với tao vậy đó. Chết mồ rồi. Cái này không phải Bồ Tát thường lắng nghe rồi. Bồ Tát Nam Mô Thường Thị Phi Bồ Tát.
mình nghe mình để đó, chứ không phải nghe để đi kể lợi cho người ta nghe, hiểu không? Rồi, về cái phần này nói nữa là nói rất dài, sư cô đã nói rồi, cô sẽ nói ngắn cho tụi em đỡ mệt, ngồi một tiếng đồng hồ rồi cũng đuối rồi, cho nên sư cô sẽ lướt qua. Tiếp tục là các em phải thủ hộ các căn, nghĩa là phải giữ các căn vắng lặng. Thủ hộ các căn, mình có mấy cái căn đây? Cái này là gì đây? Rồi nguyên cái thân này. Và cái quan trọng là cái gì? Cái mớ đậu hũ trong này. Đậu hũ là cái gì? Cô tỉnh hẳn luôn đó. Ý, mắt, tai, mũi, lễ, thân và ý, đó là các căn. Còn vì cái mớ đậu hũ thì em kêu ốc, đó thấy không? Vì thế em phải cẩn trọng lời nói là cái ý căn đó em. Ví dụ mình ngồi ở đây, nhưng mà cái ý nó làm việc tới đâu rồi? Trời ơi, chút nữa ra xuống bếp không biết có cái gì ăn không ha. Ê, để tao nghe cái mùi đấy, chắc trưa nay ăn đậu hũ chiên xả đó. Là cái ý nó đi đâu rồi? Cái ý nó đi qua tới cái bếp rồi. Cho nên mình phải phòng hộ các căn, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lặp lại cô nghe coi. Mắt, quá trời giỏi, từ vỗ tay khen mình nè, cô cũng ngồi giỏi rồi đó. Vậy là cái đoạn đầu hỏi không trả lời trời cho cô quê chơi đúng không? Chưa biết hết đó. Rồi, cái mắt đó là mình thấy sắc là mình ưa nhìn, đúng không? Cái tai là mình thích nghe lời đường mật. Cái lưỡi là mình thích nếm cái vị ngon. Cái mũi là cái mùi thơm mình thích. Chứ cái mùi thúi mình có thích đâu? Không. Cái thân của mình cũng phải thích cái gì xúc chạm nhẹ nhàng, êm ái, ngồi đâu cũng phải, áo quần phải mịn màng. Đó là cái thân, cái ý của mình cũng vậy. Vậy thì mình phòng hộ các căn. À, mình thấy cái bông này, ôi cái bông màu vàng đẹp nè, bắt đầu phái. Lấy đó mình nhìn gì? Nhìn cái tâm của mình, cái mắt của mình nó đắm vô cái sách này rồi. Nhìn cái bạn clip của các bạn bên này, trời dễ thương gì đâu. Là sao? Dính người ta rồi. Bắt đầu lân la, không ấy cho mình xin điện thoại, số điện thoại được không? Dính cái nữa rồi. Cái hết khóa tù, không ấy đi ăn kem, đi uống chè gì đâu, đúng không? Dính nữa rồi. Mà dính nữa là sao? Đem cái kiệu hoa ra nhà rước người ta về. Đó là cái lúc đó mình sẽ thấy được là mình đắm vào cái gì. Thì ở đây các bạn phải phòng hộ 6 căn. Ở đây cô nói là những cái mà mình thích á, thì mình sẽ nổi tâm tham. Còn cái gì mình không thích thì mình nổi tâm gì? Tâm gì? Tâm gì? Tâm ghét, đúng rồi, đó là tâm sân. Tức là mình thích thì mình sẽ nổi tâm tham, còn mình ghét là mình sẽ nổi tâm sân. Mình sống với tham sân, tham sân, tham sân, nó trồi sụt suốt 24 tiếng đồng hồ mà mình thấy không? Mình thấy mình dễ thương, vậy mới ghê chứ. Cho nên bây giờ mình phải sao? Mình tập nhìn lại mình. Trưa nay lên bàn ăn, gắp miếng đậu hũ chiên xả, trời ngon, gắp miếng nữa. Cái tâm gì đang nổi lên? Tâm tham. Tham gì? Ngại ghê. Đúng rồi, tham. Nó lâu lắm mắc cỡ, đúng không? Nhưng mà rồi ví dụ mình gắp trúng trái ớt, má ơi cay quá đi, quạo đúng không? Quạo. Tâm gì? Tâm sân. Vậy trên cái bàn ăn đó, dù mình ngồi ăn rất nghiêm túc, mình ăn với tâm gì? Mình ăn với tâm tham và mình ăn với tâm sân, có đáng sợ không? Các em phải tập quán chiếu cho mình trong từng hành vi vậy mới thấy đáng sợ. Cho nên các em phải phòng hộ các căn. Ví dụ ai đến tát mình một bạt tai, lúc đó sao? Rừng rừng lên rồi nha, rừng rừng lên rồi, tâm gì nó lên rồi. Tâm nó lên rồi đó. Mình nhìn cái tâm đó. Vì khi mình nổi nóng á, mình sẽ có những cái ứng xử, những cái lời nói nó rất là thô tháo, sau này hốt lại không được. Đó, tự nhiên dỗ bạn cái chi? Nó quay lại nó đứng cái bây giờ. Thấy không? Đó là đánh yêu cô nè, không có đánh yêu. Đó, cho nên cô mới nói là mình phải để ý phòng hộ các căn của mình. Nhất là khi tâm sân khởi lên thì tụi em phải thấy sao? Biết thấy sợ. Biết thấy sợ để mà dừng lại đó. Khi nóng là không có được nói, khi nóng không được hành động, không được phát ngôn, chứ sau đó là sẽ rất là nhiều cái hệ lụy, được không? Rồi, cái tiếp theo đó là ăn uống tiết độ. Cái này thì thôi biết rồi ha, bệnh tùng khẩu nhập. Đó, đem cái gì vô miệng thì nó dễ lên, chứ mà móc nó ra nó hơi cực nha. Ví dụ mà ăn nó thì dễ đó, mà lỡ cái độc tố nó vô rồi đi detox có cực không? Còn, vậy cho nên ăn uống phải tiết độ. Đừng có ăn quá nóng, quá cay, quá lạnh, ăn quá no, quá đói. Cái gì quá nó đều bất cập hết á. Đức Phật dạy là gì? Trung đạo. Đúng rồi, ăn là vừa đủ thôi. Cái gì vậy? Món nào ngon quá, mà ví dụ bữa nay thầy kho củ hủ dừa mà ngon quá trời ngon, ngày mai cái củ hủ dừa, mốt củ hủ dừa nữa, ngày thứ năm thấy củ hủ dừa là nghỉ ăn nghe.
đúng không? Nó ngon cỡ đó mà mình ăn hoài nó cũng nhàm. Cho nên tóm lại, cái gì nó quá bổ cũng không tốt, mà nó quá kiêng khem cũng không được. Tụi em ăn chay cũng trung đạo thôi. Ra ngoài mình chưa ăn chay được thì mình ăn các cái thực phẩm mặn, tức là ăn thịt động vật, nhưng mà nó cũng trung đạo thôi. Đừng có ăn cái gì mà quá mà tổn thương lòng từ. Ví dụ cái cách sát, cái cách mà chế biến cái món ăn nó quá là tàn nhẫn đó, làm đau cái loài vật đó quá, thì thôi mình cũng nên tiết chế. Cô thấy có nhiều cái món ăn rất là làm đau con vật, ví dụ như bắt nó phải chạy trên cái chảo nóng để cho máu nó rút xuống chân, hoặc là lóc từng cái bộ phận khi mà nó đang còn đang tươi sống như vậy, hoặc là vạt đầu con khỉ rồi móc cái ốc nó ăn các kiểu. Ôi, những cái cách ăn đó là rất tổn thương lòng từ, hiểu biết không? Mình vẫn phải ăn mặn bình thường, nhưng mà mình ăn cái thực phẩm nào mà nó đừng có tổn thương cái lòng từ quá, nó đừng có làm đau chúng sanh khác quá, được không? Đó là tiết độ trong ăn uống vừa chừng thôi thì mình sẽ có cái thân thể khỏe mạnh và mình không có làm tổn hại những cái đức độ của mình. Người có đức á, lâm thiên đều khiếp sợ, các em hiểu không? Khi mà mình giữ năm giới, ở đây có ai quy y rồi giơ tay cô xem, giỏi vậy. Bạn nào chưa quy y hết khóa tu này quy y được không? Được không? Xin thầy chủ trì cho quy y. Hả? Quy y hết không ra rồi hả? Vậy có dự ngũ giới không? Giỏi vậy, có dự ngũ giới hết không? Có phát nguyện giữ hết ngũ giới không? Đó, tụi em biết rồi, chỉ cần giữ một giới là có 5 vị lâm thiên hộ pháp theo hộ mình. Giữ đủ 5 giới mình có 25 vị hộ pháp theo hộ mình. Vậy có nên giữ giới không? Nhà người có đức trời người đều kính trọng. Cho nên các em phải ráng ha, từ cái ăn uống cũng tiết độ, giữ tròn cái giới đức của mình thì mình sống ở giữa đời rất là khéo léo, rất là nhu hòa, không ai ghét được. Rồi tiếp tục, đó là chú tâm cảnh giác, tinh cần tinh tấn, cái này giống nhau thôi. Chú tâm tỉnh giác là như hồi nãy tụi em phải phòng hộ 6 căn. Cái người mà không không có biết chú tâm tỉnh giác thì lời nói, hành vi, việc làm cái gì nó đều thô tháo hết. Cho nên mình phải tập trung ha, chánh niệm ha. Giờ nào việc đó mình ngồi nghe pháp thoại thì mình nghe pháp thoại thôi. May là quý thầy á, đem cái điện thoại tụi em đi rồi, chứ nếu không nãy giờ là bắt đầu quẹt rồi, đúng không? Đó, mình thấy là mình giờ nào việc đó thôi. Đó là chú tâm cảnh giác và tinh cần tinh tấn. Cái này cô nhắc với các em một lần nữa, cái này rất là quan trọng. Cái gì mình cũng biết hết á, nhưng mà mình lại không có đủ cái kiên trì để mình đi tới cùng, em hiểu không? Cho nên cái người thất bại là cái người không phải là họ không biết đường đi đâu, nhưng mà họ không có đủ lòng kiên trì để đi tới cùng. Các em đi học có khó không? Từ lớp 1 tới lớp 12 gian nan lắm, đúng không? Nghe kinh, nghe nhạc thì dễ, chứ mà nghe mấy cái bài giảng ở trên trường, trên lớp nó cũng khó khăn. Giờ học một cái ngoại ngữ mới, học tiếng Anh có khó không? Dạ cũng khó, đúng rồi. Rồi học kinh nó cũng khó hơn nữa. Nhưng mà sao? Mình biết hết nhưng mà mình không có tinh tấn đó, mình không làm tới cùng á, thì mình có thành tựu được không? Không. Thấy nổi cái bóng đèn dây tóc này, để mà phát hiện ra mất bao nhiêu lần thất bại. Đúng rồi, hơn 10.000 lần thất bại. Nếu như các nhà khoa học bỏ cuộc giữa chừng, mình có những cái thiết bị hiện đại để mình xài bây giờ không? Không. Đường tu cũng vậy, vô cùng gian nan. Sau này tụi em đi làm cũng vậy, sẽ gặp rất là nhiều thất bại trong trên trong đời. Nhưng mà lúc đó có bỏ cuộc không? Không. Sư cô cũng gặp rất là nhiều thất bại. Cách này không được thì mình làm cách khác. Cho nên nói để phòng hồi cho tụi em phải có cái sự tinh tấn trong lòng. Mình nhìn như là mình nấu cái bình nước sôi đó, mà nước chưa tới 100 độ mà mình tắt bếp, mình có nước sôi uống không? Không. Sau này tụi em định bỏ cuộc á, hãy nhớ tới cái hình ảnh này. Nếu các em nấu nước chưa đủ 100 độ mà các em tắt bếp thì phải nấu cả 100 lần nữa nó mới được, đúng không? Mà cứ 80 độ tắt bếp rồi cuối cùng có nước 100 độ không? Không. Vậy cho nên là cái thành công là dành cho những người kiên trì, nỗ lực, không bỏ cuộc, đi tới cùng, phải không? Trong cái đường tu của mình, Đức Phật dạy tu tới khi nào mới ngưng? Tu tới khi nào mới thôi? Tới khi nào? Giỏi, chứng quả, đúng rồi đó. Và đạt đạo thành, quả thánh, an trú vào bậc chánh đẳng chánh giác. Trong kinh hay có nói câu gì đây? Cái gì, cái việc nên làm đã làm, tái sanh đã tận, không còn việc gì để tái sanh lại lần nữa trong đời. Đó là A-la-hán quả. Tu tới đó mới ngưng, chứ không phải tu hết tu mùa hè xong 5 ngày thành tựu vang dội rồi nghỉ tu, năm sau nghỉ tu. Tu đủ rồi, đúng không? Sao đủ, còn phàm phu chay mà. Vậy khóa tiếp theo của tu nữa không? Nữa, đúng rồi. Mình thọ giới quy y là để từ bây giờ mình làm công Phật để mình tu tới, chứ không phải thọ giới thầy cho cái bằng, cái đời mình tốt nghiệp rồi mình nghỉ đến chùa nữa, có nghỉ đến chùa nữa không?
Không nha, không phải cái bằng đó đem về nhà chưng là mình xong rồi, mình làm Phật tử ngon rồi, mốt một cái hồi mình chết là đem đó ém trong cái hòm là đi qua cầu Nại Hà là Diêm Vương pass hết, không có cái boarding pass kiểu đó đâu nghe. Nếu mà mình tu á, mình lấy cái phái quy đó, lấy cái giới đức để mình giữ, để mình thọ trì suốt cuộc đời, rồi mình thân cận tam bảo để quý thầy giảng dạy cho mình lời kinh, hiểu ý không? Vậy tu xong có tu mùa hè đi tu nữa không? Giỏi má, trời giỏi rồi. Rồi cuối cùng đó là chánh niệm tỉnh giác và thành tựu các định. Cái này là nó hơi lớn với các em rồi, nhưng thôi giới thiệu sơ qua, nghĩa là tu trong nhà Phật mình thì hồi nãy sư cô nói đó, tới cuối cùng mới không lui, cho tới khi nào mà được giác ngộ giải thoát mới không lui. Giác ngộ giải thoát là tụi em không còn trói buộc trong sanh tử, không bị phiền não nữa, tức là không còn giận buồn ghét thương trồi lên trục xuống vậy nữa đó. Ừ, thì lúc đó là mới thôi, tức là mình phải hiểu rõ các cái pháp hành, hiểu rõ các cái luật giới luật, có đừng coi thường luật và đừng coi thường pháp hành. Thì như vậy tức là khi đối với một thầy tỳ kheo là phải thông thạo các cái đề mục thiền quán rồi, và chứng cái điều này ám chỉ cái pháp của bậc thượng nhân là ám chỉ đến là những cái thiền mà kiểu siêu thế, nghĩa là mình phải rành rẽ về các cái đề mục thiền quán cho tới chứng quả A La Hán không thôi. Cái này thì nó hơi quá xa đối với các em rồi, nhưng mà mình biết là mục đích của tu Phật là mình đạt đến cái gì ạ? Thành Phật, đúng không? Đó là nền giáo dục Phật giáo, nó khác với lại các cái nền giáo dục triết học khác ở cái chỗ đó. Tức là chúng ta giải quyết triệt để được sanh tử luân hồi, chứ không phải là trôi lăn trong sanh tử luân hồi nữa. Cho nên cái triết học Phật giáo, cái nền tảng đạo đức của Phật giáo xứng đáng ngồi riêng một chiếu, khác với lại những cái nền đạo đức khác ở cái chỗ này, hiểu không? Nghĩa là không phải các em chỉ có hướng thiện mà các em hướng thượng nữa. Không phải các em đi lên không mà các em đi ra nữa, hình dung được không? Ý cô nói mình đi lên, tức là hôm nay mình còn tham, còn sân, còn si, mình còn đố kỵ, mình còn ganh tị. Nhưng mà các em phát triển lên một chút, tức là đi khóa tu về là mình bớt tham, bớt sân, dễ thương hơn, đúng không? Hôm nay mình học cái cách Phật dạy ứng xử trong đời sao nè, là mình sẽ nhu nhuyến, dễ thương hơn nhiều, rất nhiều. Nhưng như vậy là các em chỉ mới đi lên thôi, chứ có đi ra được chưa? Ra đâu? Ra khỏi ba cõi luân hồi. Tức là giáo dục Phật giáo cho con người giải quyết trọn vẹn sanh tử luân hồi luôn, là cái mục đích rốt ráo của người tu Phật, là mình và chư Phật đồng nhau không khác. Đó là cái mục đích của tất cả những người con Phật. Giờ mình hiểu cái lý tưởng đời tu mình chưa? Vậy cho nên ai nói mình đạo nào cũng giống nhau, đạo nào cũng dạy làm hiền ở lành, có đúng không? Nghe qua thì thật là hay, ngẫm ra mới thấy đắng cay ngậm ngùi. Tại vì không có nắm được cái triết học Phật giáo nó khác với các cái triết học khác nó như thế nào nên mới nói câu đó, đúng không? Giáo dục Phật giáo là không chỉ giáo dục cho con người hiền thiện, tử tế, sống an vui ngay bây giờ tại đây, có thành công ngay bây giờ tại đây, mà còn giải quyết được cái luân hồi sanh tử trong nhiều đời nhiều kiếp. Các em hiểu rõ chưa? Rồi thôi, sư cô không dám nói nữa luôn đó. Bây giờ nói nữa là mất khách nữa. Cho nên rất là tri ân hội chúng. Dù là cái bài kinh nó rất là khó, nó rất là dài, các em cũng là những người lần đầu tiên được nghe kinh Trung Bộ, mà các em rất là hợp tác, không có ngủ nè, không có nói chuyện riêng nè, không có ngáp nè, để cho cô nói được đến giờ này. Rất là tri ân các em, tại có các em thì mới có cô ngồi đây, cho nên các em mới là thiện tri thức của sư cô. Hy vọng là hôm nay, ví dụ cái nội dung bài kinh có cái gì nó chưa phù hợp với mình, hoặc là nó quá khó mà mình chưa có nghe hiểu hết được, thì sau này tụi em nghe lại. Thiền sư Làng Mai có một cái hình tượng rất là dễ thương, như là cái đất tâm của mình nó ướt những cái giọt sữa pháp thì cái hạt mầm trí tuệ nó mới nảy mầm được, hiểu nghĩa không? Hôm nay tụi em có thể chưa hiểu, nhưng mà mình cứ rót từng giọt vào trong cái mảnh đất tâm của mình, thì cái mảnh đất tâm của mình nó sẽ phì nhiêu nè, nó tươi tốt nè, nó là điều kiện để những cái hạt giống trí tuệ đủ nhân đủ duyên nó sẽ đơm hoa và kết quả, được không? Sư cô ngồi đây cũng không có mong muốn gì hơn để gửi đến các em rằng mình là Phật tử là mình rất may mắn, các em biết được cái giáo lý của trí tuệ và từ bi, một cái chân lý mà ngàn năm qua và ngàn năm tới nữa đều không bao giờ lỗi thời và cũ kỹ cả. Mình có cái giáo lý, cái gia tài pháp bảo của Đức Phật dạy là mình có cả một cái gia tài phía trước. Các em phải tự tin mình là những người rất là đầy đủ phước báu và nhân duyên. Mình tin nhân quả, với cái sự giảng dạy của quý thầy, quý sư cô, với lời Phật dạy, mình sẽ có đầy đủ những cái trải nghiệm, những cái kiến thức, những cái pháp học, pháp hành để mình đi trong cái cuộc đời còn lại nó hanh thông và nó bình an. Đối với cuộc sống giữa đời, ai
gặp mình cũng thấy mến, thấy thương, mình làm gì cũng có thành tựu, hiểu không? Và về trong cái phần đoàn sanh tử này, mình giải quyết được sanh tử luân hồi thì đó mới là trọn phần của người con Phật. Hy vọng có những lời mà nó hơi khó với tụi em thì sau này tụi em nghe lại để mà ráng tu tập tinh tấn không thôi, được không? Rồi, sư cô xin dừng tất cả.